Chào toàn thể các bác thợ đánh chim đêm nhé. Các bác ở tất cả tỉnh thành khu vực phía Bắc nha. Mình đợt này đánh con rẽ run cũng như con te vàng được nhiều không ạ? Hiện tại thì ngoài miền Bắc đây các bác này, đó thì đang đi gửi chim, hôm nay được ít quá anh em ơi. Đây một con te này, đây là một con te này anh em này. Đấy. Ngày thì về đêm thì em đánh te, sáng ra thì chuyển đánh đuôi xòe anh em. Đuôi xòe thì đây thấy dính cũng khá khá đây. Căn bản đợt này đánh ít lưới quá, nó văng ra ngoài nhiều anh em. Đây. Một này, hai này, đây con nữa là con thứ ba này. Đấy. Ba con mở cánh này, bốn này, năm này, đây nhìn đây được sáu con anh em, sáu con ở khu vực đây. Đây một con ở mắt đỉnh giường này, sáu. Thì trong cái thời điểm này anh em nào mà muốn củng cố thêm lưới đánh này hoặc là loa đài thì có thể là tham khảo nhé. Số điện thoại thì em vẫn để góc màn hình video ấy, thì anh em điện đến thì ở bên cơ sở là lên đơn hàng gửi hàng cho anh em nhé. Còn xuống những cái tay lưới hóng ở bên dưới đây thì không biết có được không. Tay lưới hóng thì hôm qua thấy được nhiều nhiều, bây giờ nó văng ra đồng nhiều quá anh em. Thấy lưới hóng không được bởi vì có mấy cái ruộng ở đấy, đây này, nó văng ra đồng này anh em. Quấy này, đây. Đấy. Nó văng ra ngoài nhiều lắm, bây giờ đánh ít lưới quá đâm ra là hỏng bét anh ạ. Nó gặt hết phát là nó bị lổ đồng. Tay lưới hóng dưới đây thì không biết có được không. Không có là anh ạ. Này chim nó văng ra ngoài mất chắc phải tầm vài chục đấy anh ạ. Thì lại phải bơm lại nước rồi làm lại một cái bàn đẹp nhất ở cái khu vực cánh đồng này để cho chim nó dồn về anh ạ. Nó không đánh như này mất nhiều chim lắm. Cái ngang này hôm nay cũng không được. Được có gần chục con rẽ thôi anh em, một con te. Đấy thì hôm nay rẽ không được nhiều đâu anh em ạ. Đấy, mỗi một con te nó gỡ gần chục con rẽ thôi. Cỏ nhiều quá, cỏ ra nhiều thật anh em. Đây, mặt nước này thì mấy hôm nữa triển khai đánh chích này anh em này. Bàn ngoài đồng này, đánh luôn cả chích luôn. Con thu anh em ạ. Được tiếm lại xem nào. Một này, hai này, ba này, bốn này, năm, sáu, bảy, bảy con thôi à? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, bảy con rẽ anh ạ. Nhưng rất tí nữa thì kiểu gì nó lại được bởi vì đồng người dân ra làm nó lại về cái ruộng của em nó chúi đây này. Đây một con te. Te này thì lát nữa mang về thịt đây anh em. Okay, không bán. Đó. Tổng kết hôm nay chỉ ok này thôi anh em nhé. Thì bác nào xem được video mà cần loa đài lưới đánh thì liên hệ cho em nhé. Số điện thoại em để góc màn hình video ấy. Bây giờ chào các bác đây ạ.